Cái này là thịt xá xíu nè. Thịt xá xíu. Thịt này là vừa làm thịt đùi và vừa làm thịt ba rọi. Dạ. Cái miếng này miếng đùi của vừa có nạc vừa có mỡ. Ôi. Đó, và miếng này á là miếng thịt ba rọi. Đây chị mình lấy ba rọi cho nó. Cả nhà, Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Team Food Travel. Mình mới vừa nói chưa ra là tại vì mình nghĩ ra câu thơ giới thiệu các bạn ngày hôm nay mà mình chưa có chế ra. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn sa ta, gọi là đặc sản Hội An, mì Quảng Hội An, và đặc biệt ở đây là có món cao lầu. Quán có tên là mì Quảng Mì Mập, ở địa chỉ là 133 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Mì cao lầu ăn xong hết đau đầu. Thôi cũng chưa ăn mì cao lầu, ăn xong hết u sầu. Không được, thôi bây giờ biết hết đau đầu hết u sầu gì thì mình vào trong mình tìm hiểu cái món này nha, giữa khác nhau giữa mì Quảng và mì cao lầu như thế nào nha cả nhà. Đừng quên like, share cũng như ấn nhiều nút đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Quán rất là đông. Thì bây giờ chị ở trong đang là chăm đồ ăn thêm để bán cho trong buổi nè cả nhà. Dưới đây là cái menu của quán đó, mì Quảng, với giá chỉ tuy là quán nhưng mà cái giá rất là bình dân, là 30.000 cho tới 40.000 tôi đặc biệt thôi. Đặc biệt có mì cao lầu đó, có tương ớt Hội An 25.000 một hũ. Ồ, cái này của nhà chị luôn nè, mì mọc luôn nè đó. Hũ này ai mà đã ăn từng tương ớt Hội An rồi thì biết cái nó rất là đặc biệt. Rồi, giới thiệu với cả nhà, đây là chị My, đúng không ạ? My Mập. Chị ơi, em được biết là quán mình bán 2 buổi đúng không chị? Đúng rồi, sáng 6 giờ rưỡi chị mở cửa cho tới 1 giờ trưa. Dạ. Chị nghỉ. Rồi. Cho tới đóng cửa 5 giờ chiều chị bán lại. Dạ. Tới lại 9 giờ chị đóng cửa. Dạ. 9-10 giờ chị đóng cửa. Dạ rồi. Thông thường thì nhất là cái món mì cao lầu này, là mì Quảng rồi. Thì chắc chắn là sẽ lúc nào cũng còn. Mì cao lầu có khi nào hết sớm không chị? Mì cao lầu chị luôn luôn hết sớm. Mấy giờ thì mà mì Quảng chị cũng hết sớm nữa đó. Chứ không phải là không đâu. Dạ. Vậy cái hai cái buổi thì thường cái buổi nào sẽ hết sớm? Là nhiều khi buổi sáng. Tầm trưa mấy... là tầm cỡ nhiều khi con 11 giờ là thật là 12 giờ nhiều khi vậy. Dạ. Là cái giờ nó văn phòng người ta ăn cơm trưa. Dạ. Cho nên bắt buộc là có món nó dễ hết. Dạ, rồi còn buổi chiều. Còn buổi chiều là nhiều khi 7-8 giờ có, 8 giờ cũng có, 9 giờ cũng có, nhưng mà 8 giờ hầu như đó, dễ mình, hết 8 giờ mình hơn. Nắm cái giờ nha cả nhà, để mình đừng có lỡ mà mấy bạn mà đi trễ là hết á. Rồi bây giờ chắc là em nhờ chị My chia sẻ một tí xíu các nguyên liệu ha. Dạ. Đây là cọng mì Quảng nè. Đây là cọng mì Quảng nè. Đó.
Thì quán ở đây thì chị chỉ có loại màu trắng vậy thôi. Đúng không rồi, có loại màu vàng. Chị bán màu trắng không có bán màu vàng. Dạ. Màu vàng là nhiều người ta bỏ nghệ hoặc là bỏ nó phẩm màu vô thành dạ. thành vàng. Còn nên chị mới không thích, mình bán chỉ một màu trắng thôi. Rồi, đây là cái cọng đặc biệt, đặc trưng của mì cao lầu. Đó. Em được biết á thì lâu rồi, em có hồi kỳ em có ra Hội An, bây giờ em không còn nhớ vị nữa, em chỉ còn nhớ là cái này là phải từ nước giếng Bá Lễ rồi. Đúng lấy rồi. Cái tro của Cù Lao Chàm. Đúng rồi, lấy cái tro từ Cù Lao Chàm dạ. về, cho nên nó kết hợp vô với nước giếng và bột gạo dạ. gạo xay mì ngâm và xay mì ra dạ. và ta làm nên cái cọng cao lầu như dạ. vậy này đó. Nhưng mà từ xưa đến giờ là bắt buộc là phải như vậy luôn. Đúng rồi, rồi từ xưa đến giờ là bắt buộc là cái cọng cao lầu phải như vậy đó. Cái này là ở trong đây là không có rồi. Không, hàng cao lầu này cũng chuyển từ ngoài Hội An vô, chứ ở đây nhất định sẽ không bao giờ có. Họ vô đây làm nhưng mà không được vì không có cái nước giếng và nước tro dạ. của nó, nên không có thành công được cái cọng mì này. À, cả nhà nhìn kỹ cái sợi mì ha, nó sẽ nó cũng tương tương với lại cái sợi mì quảng bên kia, nhưng mà nó vuông hơn, nó khác, nó sẽ giống như cọng mì udon á. Dạ. Tại vì cái rồi. Thằng này là nó xuất xứ từ thằng Trung Quốc xong mới tới thằng Nhật ra. Dạ. Là cái này là của thằng Nhật rồi tới Việt Nam mình, là về Hội An mình mới, người Tàu không, người ta mới chế biến ra thành ra cái thịt xá xíu và cái, vô cái cao lầu này. Dạ. Đó. Rồi bây giờ qua các nguyên liệu. Kìa. Yeah. Cái này là thịt xá xíu này. Thịt xá xíu. Thịt này là vừa làm thịt đùi và vừa làm thịt ba rọi. Dạ. Cái miếng này miếng đùi của vừa có nạc vừa có mỡ. Ui. Đó. Và miếng này á là miếng thịt ba rọi. Đây chị mình lấy ba rọi cho nó. Cái này nó có giống dạng dạng giống thịt kho đúng không chị? Nó không phải dạng như thịt kho mà nó là loại thịt nhà ở trong này họ thường hay gọi là bằng khìa. Khìa nước dừa. À đúng rồi. Sài Gòn mình họ nói khìa nhưng mà cái gia vị của chị thì nó khác với cái loại khìa như dạ. vậy. Đó. Những cái miếng thịt ngon không nha. À, miếng thịt này miếng thịt ba rọi cho nên là vừa có lớp nạc, vừa có lớp mỡ, vừa có lớp thịt nạc nữa. Em thấy là một phần 35, 40 nó khác đúng nhau rồi. Cái gì vậy chị? 35 thì bình thường, còn đặc biệt đó là 40, mà cái đặc biệt thì nhiều thịt hơn chút và nhiều mì hơn một chút. Nói chung là nhiều mì nhiều thịt hơn. Thịt hơn. Tại vì cái món này nó như vậy cả nha. Đúng rồi. Nó chỉ nó khác mì quảng một chút xíu là nó chỉ ăn với thịt thôi. Còn mì quảng thì nó nhiều gia vị hơn. Như bên đây nè, sườn. Sườn ram đó chị My sẽ nấu trong gia vị ướp tỏi, hành tím, đồ gia vị ba cái màu, nước màu rồi á, bột nem rồi đó. Đó rồi chị My sẽ kho lên, rim lên và kho trái khô lên. Đó, chỉ cần vô một chút nước thôi là sườn này sẽ ngon lắm. Dạ, em thấy cái nước đó. Nó màu vàng cam nhưng nước cái thịt nó lại không có ấy vàng ha. Vàng cam là do lấy từ nguyên liệu của thằng dầu tương ớt. Chị sẽ sử dụng bằng dầu của tương ớt. Chị làm dầu rất là nhiều để chị lấy cái dầu này chị chan bỏ lên cái nước sườn này cho nó đỏ lên. Chứ chị không dùng tới màu điều. Cái này là dầu của tương ớt chứ không có dùng tới màu điều. Hay là gà. Đó. Rồi để món gà, gà là bắt buộc là chị phải kho nghệ. Nghệ này chị cũng gửi từ miền Trung vô, ngoài Hội An vô. Ở đây thì không có ếch. Không, chị không bán ếch, chị sợ mấy con. Nói chung mì quảng thì nó đa dạng vị hơn dạng hơn cả đúng nhà rồi. Có thể ăn gà, ếch rồi tùm lum ta la lương nữa. Cái kia là gì? Cái này là thịt xào của nó. À thịt xào. Thịt nạc xong mình cắt lát mỏng ra, xào lên. Đó, xào lên mà đồng thời mình bắt buộc mình phải có cái món thịt xào này. Dạ, nó xuất xứ từ cái thịt tôm ra. Tôm. Tôm thịt đó là cái món mì quảng tôm dạ, thịt. Mì quảng tôm thịt là gốc. Gốc đúng rồi. Đây thứ không thể thiếu. Dầu đây là, nén. Cái này là dầu nén nè. Dầu củ nén. Dầu bằng củ nén chị My xay ra giả ra và thử dầu lên. Các bạn mà ăn mì quảng là phải có cái bùi dầu nén. Có cái này nè nó mới thơm hơn. Không có dầu nén này là không đúng mùi vị của nó. Rồi. Và đồng thời có đậu phộng nữa nha các bạn. Dạ. Mì quảng phải có đậu phộng. Đây cái này chị My làm bán luôn hả chị? Chị làm chị bán một hũ về 25 ngàn. 25 ngàn. Cái tương ớt là em sử dụng ăn một cái gì cũng được. Ăn mì, ăn thịt, ăn cá, ăn bất cứ gì chấm vô cũng ngon. Dạ. Và thứ nhất, thứ hai nữa cái này nướng thịt hay là mình nướng cá. Mình nướng thịt đó mình sẽ ướp với gia vị vô. Nó rất đúng là ngon. Ồ. Cái gia vị của tương ớt này chị My làm bằng đậu phộng và mè. Đó, và nước mắm thiệt ngon mới được như vậy. Rồi chị My nãy giờ chia sẻ hết rồi, bí quyết luôn. Ủa chị My là coi như là chị vô đây lâu chưa? Lâu rồi, chị đi năm 92 giờ nhưng mà nhà mẹ chị vẫn còn hồi đó. Hội An là chị sống Hội từ An, nhỏ lớn rồi, luôn. Nhỏ cái này lớn. Là mình học từ mẹ hay sao chị?
thì mẹ chị chỉ cho chị làm. Dạ. Với lại trước đó chị cũng vô đây rồi, chị đi làm đầu bếp cũng mấy năm rồi. Cho nên là cách thức của mình sẽ ngon, đồ nó sẽ ngon hơn. Dạ. Cái này là nước của gạch cua, chị nước sử dụng bằng nước gạch cua. Dạ. Là nước chan của mì Quảng. Dạ. Mì Quảng này là mì Quảng của Hội An. Dạ. Bằng nước gạch cua. Gạch cua không ấy chị? Nước gạch cua. Ờ. Mình nước có phải sử dụng cua và trứng. Cua và trứng. Cua và trứng. Mình đánh lên nấu bằng nước gạch cua đó, và trứng và nước xương. À. Dạ. Đây. Chị múc là một bộ xong rồi chị để yên cho em. Rồi. Đó. Đó, dưới này là gạch cua này và trứng đánh lên. Dạ. Đó. Đó. Cảm ơn chị. Rồi. Nhà chị My làm em một phần mì Quảng đặc biệt và một phần cao lầu đặc biệt. Dạ. Thì mình sẽ làm. Bây giờ chị đang bán 3 tô cao lầu nè, mình coi luôn nè. Rau có cải con, xà lách. Đúng rồi, rau thơm, rau thơm. Rau thơm. Rồi, đưa chị luôn hả? Thầy. Cái bánh bỏ kế bên hả chị hay mì? Giá. Giá, giá. Giá trục, dạ. Lát mình thịt mỏng lên ăn mới ngon. Còn nếu mà thịt dày nó ăn nó cộm vô miệng mình nó không có ngon mà. Dạ. Lát thịt phải mỏng. Đó, cả nhà nhìn cái miếng thịt hấp dẫn không? Nó vẫn còn cái độ mềm mà độ hồng hồng. Nhìn cái cục hồi nãy, nhìn nguyên một cái tảng thịt hồi nãy thì có thể thấy nó săn ha. Mà khi chị cắt ra những cái miếng thịt nó vẫn là rất là mềm mại nè. Đó. Cái món này làm lâu không chị? Lâu lắm, công đoạn của nó rất là lâu. Tại vì bắt buộc chị phải trụng qua nước sôi. Dạ. Rồi mới vớt ra, rồi mới để cho nó mềm lại. Còn mì rồi mới để lên trên tô được. Rồi mới bỏ thịt lên và chan nước. Chị là ở gốc Hội An luôn hay sao? Chị là gốc Hội An luôn. Đó. Mì Quảng thì ăn với cái nước cua. Nước gạch cua. Rồi. Giá nè. Không biết làm sao nha, chứ sao Phú thấy rất là nhiều người thích ăn cái món cao lầu hơn là cái món mì Quảng. Chị, cao lầu là gì vậy chị? Cao lầu là một cái tên của họ đó. Dạ. Hồi xưa là cái cao lầu này là người ta ở ngoài Hội An chị hay của Hội An chị á. Cho tới mà kiểu như là các thương lái đồ người ta đi buôn bán về vải vóc đồ. Dạ. Hàng hóa rồi đó thì nó sẽ cặp vô đó, và trước đó người ta sẽ lấy cái này, có một cái quán ăn của người Tàu xưa. Dạ, mà ngồi trên lầu đúng không chị? Ta ăn xong rồi người ta chỉ ngồi trên lầu, ta nhìn xuống hàng của ta, cho nên là người ta gọi cái tên đó là cao lầu. À, vô ta gọi. Dạ. Ta ăn em cũng nghe như vậy đó mà em hỏi lại cho chính xác. Cao lầu là ngồi trên lầu cao thôi đó cả nhà. Như vậy thôi, cho nên họ cứ ví là cao lầu thôi. Ôi cái cọng cái cọng mì sao kỳ. Nó sẽ trong ra, nó sẽ chín mềm hơn. Nhìn nó bóng mướt hơn cả nhà. Anh ánh lên. Đây là cái lát thịt của nó phải sắp lên. Dạ. Chị đang làm là cái tô 35. Tô 35. 35. Bình thường là tô bình thường 35 đây. Dạ. Hết cua mới hết rồi, tô nó em còn miếng cua em bỏ cho chị rồi. Hết cua chị, em thấy cái mì Quảng cua là thịt cua hả chị? Đúng rồi, thịt cua chị mới chén khô lên. À. Đó là cái 35 vậy. Đó, chan nước thịt lên nè. Đây là chị mới chan nước sốt xíu. Rồi. Chưa, còn một nguyên liệu nữa mới đúng của cái tô này. Đây là nước tương. À, có thêm nước tương nữa vô. Và thêm giấm này là giấm tiêu. Giấm tiêu. Giấm tiêu vô, đó. Đó. Là món hương vị của nó. Và chất ram. Dạ, này cái này ra. Cái này không phải da heo nha cả nhà. Không phải da heo, đây là bánh. Đó là bột gạo luôn của cọng cao lầu. Dạ. Thì người ta cắt thành vuông lên. Rồi chiên lại đúng không chị? À, mình phải chiên lên, rồi mình phải tẩm gia vị vô cái miếng đó nữa. Đây nè cả nhà. Nhìn giống da heo không? Ừ. À, nhưng không phải da heo nha. Thì có một cái phân biệt giữa cái này với cái mì Quảng, đây là mì Quảng là xài bánh này. Đó, mì cao lầu thì ăn với cái này. Đây là tô đặc biệt.
Lát Phú cũng sẽ ăn một tô đặc biệt và một tô mì Quảng cho mọi người cùng xem. Dùm cái thật, thịt cận vô, cái thịt nhìn nó rất là ướt. Bắt buộc phải có một chút dầu của nó nha. Dạ. Nó mới ngon được. Ngon. Đó, nó mới thơm được quý vị cao lầu. Con miếng sườn cho em. Rồi em nha. Anh tôi muốn chụp đẹp hơn. Rồi bỏ ra cho em nha. Quanh sườn tôm. Lấy cái bao ba. Lấy cái muỗng hay đũa các. Tôi đặc biệt đúng không? Ừ. Tôi đặc biệt, tôi là cao lao đặc biệt. Rồi, nói chung là ngày hôm nay đi ăn mì cao lầu. Không có ngồi lầu cao nên mình ngồi lầu thấp. Rồi tôi xin chia sẻ là một tí xíu ha. Giờ bán thì có hai khung giờ. Cả nhà nãy mình tham khảo kỹ cái khung giờ để mình đi, để mình có thể thưởng thức cái món mì cao lầu nha. Có thể sẽ hết sớm hơn. Đây là cái món này đặc biệt của quán mà. Thì đây là hai tô giá đặc biệt 40.000. Mì Quảng 40.000 sẽ có đầy đủ luôn. Đó, có tôm, thịt, gà, trứng cút, có cua nữa. À, tôi 40.000, 35.000 sẽ không có cua, thì mọi thứ cũng sẽ bớt lại một xíu. Đấy, đây là tôi 40.000. Cả nhà thấy nó đầy không? Tại vì ở dưới có cái giá nha, nó đôn lên một phần bớt, cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy nó rất là hoành tráng cái tô. Ok, rồi không gian quán thì mình thấy nó là cũng rất là sạch sẽ và thoáng mát. Còn bây giờ thì Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng các bạn chúng ta thưởng thức mì cao lầu. Ok, đây là các gia vị ở trên bàn. Đó, có bột ớt, ớt xanh nè, nước mắm nè, đó, tương ớt, Hội An. Có một cái điều mà hay tranh cãi khi Phú quay món mì Quảng này, Phú cũng không biết là gì, nhưng mà đa phần là thấy là cũng là cái vấn đề nhiều nước ít nước. Thì cái này chúng ta có thể yêu cầu ha, đúng thì ăn ít nước. Còn ai mà sợ khô thì chúng ta thêm một ít nước thêm. Cái này là mức vừa nè. Đó, thì mình nghĩ là cái điều đó thường là nó sai sai vậy thôi. Hay gây tranh cãi cái vụ đó. Tại miễn về cái kết cấu miễn nó đúng thì thôi. Chứ còn cái nước nhiều nước ít thì do tùy mỗi người. Trời ơi cái tô này. Trời ơi cái miếng nhìn giống da heo. Không nói thì ai mà biết được. Đây là cái chỉ là miếng bánh thôi. Đầy miếng thịt. Nhà nhìn thấy miếng thịt đã không? Cái tỏi nè, dùm vô nè, để mình lùa cái tỏi ra. Đó, mặc dù khề nhưng mà cái miếng thịt ngon, thử lẫm liền. Xót xíu. Cái này rất là đậm đà. Vị nó vừa. Giá ở dưới nè nha. Đó. Nhà thấy món này giống món gì không? Đúng rồi, suy nghĩ của mọi người đúng rồi đó. Rất là giống món bún mắm. What? Lãng luôn. Nhìn giống hủ tiếu xào. À, nhìn cái màu giống hủ tiếu xào thôi cả nhà. Dở đi xíu thôi. Đó. Người phá này sao ta? Cái cọng này nè, nó rất là dày. Cảm giác cắn vô mà sẽ cảm nhận được một xíu xíu độ giòn và cái độ đàn hồi của cái sợi mì. Đó. Người ta nói là có nhiều nơi có thể làm không đúng vị là tại vì phải làm đúng cái nơi lấy cái mì quả mì nè, là từ ở Cù Lao Chàm đó, rồi với lại nước giếng Bá Lễ mới làm ra được đúng cái sợi này. Tại nước giếng đó là sạch, ngọt. Còn sợi dày mà nhai nó lại không ngán nha. Cái sợi mình có lầu á.
Ồ, có cái nước ở dưới kìa. À, cái nước thịt ở dưới nè. Cái nước nè. Cái nước á nó rất là kích thích vị giác. Nó không có quá mặn và nó hòa với cái vị giấm á cả nhà, chua chua. Ăn nó rất là thích. Rồi. Còn thứ nữa. Cái giá. Nhìn thấy cái giá không? Cùng cùng. Cái giá này nó cộng nhỏ không? Giá nhỏ mà dài đó em. Dạ. Giá này ở đâu em quên rồi nè. Chợ Hòa Hoa. Dạ. Dạ mình mua chợ Hòa Hoa. Thường ăn giá dài không à? Dạ. Mà cộng nhỏ dài. Hả? Giá cộng nhỏ dài. Dài nha. Nhân lọt luôn á, nó như cộng đó. Dài mà nó mỏng. Tôi nghĩ là bạn nên ăn cao lầu đi hả? Bạn ăn cao lầu bao giờ chưa? Chẳng rồi, đi rồi. Không thì lát kia bỏ mang về ăn này. Cao lầu cho nó đặc biệt. Không, mà mua cao lầu về ăn. Thịt nó mềm và nó thấm gia vị vô thôi nè, giống ăn vừa ăn mì hủ tiếu. Giá nó cuộn lên một cục luôn. Chắc bỏ thịt nó luôn. Ui, cay quá. Thử không quá. Cay quá, cay lắm. Rồi. Chắc là phải mua hủ về. Cái ớt gì làm, rất là cay. Mà đậm đà nó rim á. Cái vị ngọt người vào nó lan tỏa từ từ, từ từ tan. Dập mày đỏ rồi. Cay liền luôn á. Nó dập thẳng lên bộ thần kinh trung ương. Rồi, đây để mình giúp bạn. Thôi bạn, bỏ ít ít thôi. Bỏ ít thôi. Trộn vô nó thêm đậm đà gia vị. Con này ăn chất lượng cả nhà ơi. Cái bánh. Bánh giòn, ăn thơm cái mùi bột. Nước lên húp. Húp cái nước này chứ mình cả nhà là cái nước nó không có bị quá mặn. Mặc dù là nhìn cái màu nó sậm như vậy á. Rồi, xin phép cả nhà nha. Đó, cái thịt. Quá đã không? Đang ngó cái phần Phú mua mang về cho gia đình mình ăn thử món mì cá lầu Hội An. Rồi nói chung ngày hôm nay đã giới thiệu được một địa điểm bán mì Quảng Hội An. Nó là đậm chất ở Hội An luôn, để gửi đến cho cả nhà. Ai mà đã từng ra Hội An mà thích món mì cao lầu rồi thì nhất định phải ghé thử ở đây. Hồi nãy chị có chia sẻ rất là nhiều thông tin là cũng rất là nhiều bạn ở xa tới đây, thậm chí là bên quận 7 luôn. Qua đây để ăn nhiều nơi, không có nơi nào mà nó ăn ngon như chỗ chị phải chạy qua tới tận đây để ăn. Thì mọi người ai ở gần đây thì đã từng ăn hoặc là ăn rồi, sau khi xem clip mình tới ăn cho mình bình luận nha. Để mà mọi người ở những nơi khác mà có thèm cái món này có thể cất công chạy lên ăn thử. Và Phú đảm bảo là ngon, cả nhà ăn thử đi. Nói chung là cái hương vị rất là dễ ăn, sợi mì ăn giòn giòn, dai dai, đàn hồi rất là đã. Và thịt nó mềm mại và nó thấm gia vị, ăn không có bị khô. Wow, buổi sáng ăn cái món này tuy vậy nhưng mà rất là dễ ăn luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Quán này có ở trên Now nha, mọi người search là mì Quảng Cao Lầu hoặc là mì Cao Lầu chị Mi Mập là sẽ ra. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những tiếp.